Vậy thì từ cái bài toán này thì ta nhận thấy bài này ta hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc dãy nhánh dạng 1 hoặc cấu trúc dãy nhánh dạng 2. Nếu cấu trúc dãy nhánh dạng 1 thì ta sẽ sử dụng hai câu lệnh if. Còn cấu trúc dãy nhánh dạng 2 ta sử dụng một câu lệnh if. Vậy thì bây giờ thầy trò cùng mình bắt đầu làm luôn bài 16 nhá. Thầy trước khi làm bài mới thầy close project của bài cũ đi để tránh bị mất bài mới. Ta tạo thao tác bài tên này là bài 16. Tên file là bài 16 nên thầy tạo nó là file bài 16. Thầy Katrina thầy paste của bài cũ lại, thầy sửa lại thành bài 16. Đấy, ta nhập số nguyên dương n, bây giờ thầy làm luôn. Đề bài người ta yêu cầu kiểm tra rằng là nếu thằng n chia hết cho 2 mà là số chẵn thì sẽ out ra cái giá trị là n either even. Ngược lại thì thông báo n either order. Đấy. Sau khi thực hiện xong là ta kết thúc giải thuật. Đấy, các bạn cùng quan sát. Nào, các em cùng quan sát như sau. Như vậy thì ta mất đúng là khoảng tầm 1 phút để cài đặt xong một bài. Rất nhẹ nhàng. Ta sử dụng cấu trúc dãy nhánh dạng đủ. Nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện yêu cầu bài toán. Ngược lại thì đưa ra. Ở bài này biến S không dùng, ta bỏ đi. Ấn Ctrl L để xóa nó đi. Từ ví dụ này thì các bạn nhận thấy hóa ra cái bài toán này nó thật là đơn giản khi mà ta sử dụng câu lệnh dãy nhánh dạng 1 là cách thứ nhất. Thầy vừa đề cập đến cái cách sử dụng câu lệnh dãy nhánh dạng 2. Bây giờ ta thử chạy thử chương trình xem có lỗi gì không đã. Nhớ phân biệt chữ n thường và chữ n hoa, ta tạo thẻ mới. Bài này là tên là bài 16.inp. Ở đây ta ví dụ như thầy nhập số 24. Đấy, nó thêm file vào. Đấy, nó thông báo n is even. Bây giờ thầy thử số 23 là ngày hôm nay 23 tháng 11 2023. Đấy, thì nó thông báo n is order. Vậy thì việc chạy thì ta chỉ chạy giữa file in và file out. Còn file code thì không phải mở ra nhá. Đấy. Bây giờ để thể hiện bằng cách sử dụng câu lệnh dãy nhánh dạng 1 chứ không dùng câu lệnh dãy nhánh dạng 2 thì thầy làm như thế này. Nếu n là số lẻ. N là số lẻ thì có hai cách là n chia 2 có phần dư bằng 1 hoặc là n chia 2 có phần dư khác không. Đấy. Nếu n chia 2 có phần dư bằng 1 thì n là số lẻ. Như vậy thì ta nhận thấy nếu sử dụng câu lệnh dãy nhánh này khi biểu thức điều kiện này đúng thì thằng này thực hiện. Nếu thằng trên đã đúng rồi thì thằng dưới không bao giờ đúng được. Còn khi mà thằng này bị sai thì câu lệnh này bỏ qua. Khi thằng này sai thì chắc chắn thằng phía dưới nó sẽ đúng. Đấy. Vậy thì ta cũng có thể sử dụng hai câu lệnh dãy nhánh dạng 1. Khi có nhiều trường hợp thì ta cứ if cật lực để xét các cái khả năng xảy ra. Đấy, trên đây là nội dung của bài số 16. Khá nhẹ nhàng cho cái bài toán kiểm tra một số là số chẵn hay là số lẻ.